Mời anh em. Anh hỏi ít thì mình nhá. Anh nhận xét như nào về kết quả của trận đấu này? Thú thật thì với một trận đấu mà phải đá kéo về đá phạt đền thì nó cũng khá đau tim. Tôi thì không muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút để cầu thủ có thể có những cái đảm bảo tốt được hơn cái vấn đề thể lực để chuẩn bị cho cái trận đấu tiếp theo. Nhưng mà với cái kết quả mà chúng tôi đi tiếp, đây cũng là một trong những cái mục tiêu của đội bóng chúng tôi đặt ra. Và tôi cũng cảm thấy vui vì các cầu thủ ngày hôm nay với điều kiện sân bãi chơi thời tiết không được ủng hộ. Nhưng mà các cầu thủ của chúng tôi cũng đã chơi rất là cố gắng. Và cái việc mà đi tiếp nó cũng là xứng đáng đối với đội Top Lane mình nghĩ. Với kết quả tốt thời gian gần đây ở V-League và cả quốc gia thì với cái dự án có đặt cái mục tiêu giành cú đúp tổng giải này không? Mong muốn thì ai cũng mong muốn, nhưng mà tôi nói luôn là tôi là con người thực tế. Và cái chặng đường V-League thì chúng tôi đặt luôn luôn đặt là chúng tôi mỗi trận sau chơi tốt hơn trận trước. Đấy là mục tiêu hàng đầu của câu lạc bộ đặt ra đối với các cầu thủ. Còn khi có cơ hội thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực may mắn. Các đội bóng khác sẩy chân hoặc những trận đấu đối với trực tiếp chúng tôi giành những kết quả tốt thì cơ hội đến thì ai không muốn nhận. Hai trận liên tiếp thì Văn Lâm đã đều giữ sạch người, thì có nghĩ là Văn Lâm là một trong yếu tố giúp đội bóng đang cải thiện chất lượng về hàng thủ? Vâng, rõ ràng thì với Văn Lâm thì chúng tôi cũng như các cầu thủ là đã có những cái yên tâm. Nói vậy không phải là chúng tôi không yên tâm với các thủ môn trước, vì các bạn ấy cũng đã nỗ lực, các bạn cố gắng. Chúng tôi đối với hai thủ môn trước chúng tôi là Tuyên Quang và Minh Hoàng thì chúng tôi vẫn luôn đặt niềm tin vào các bạn ấy. Và các bạn ấy chính là những người, hai thủ môn là cùng với Thục Kha là ba thủ môn đã đưa đội Bình Định lên hạng. Đó, thế nên là chúng tôi cũng cái việc mà có Văn Lâm về thì rõ ràng cái kết quả nó cũng thu được cái tốt hơn, cái sự tự tin đối với các cầu thủ. Và Lâm cũng đã bổng khuyết cho cái những cái thiếu của Quang và Hoàng. Đấy, và qua đó thì có thể sẽ giúp Quang và Hoàng sẽ cải thiện thêm. Thì tôi nghĩ rằng là với sự xuất hiện của Văn Lâm, nó không chỉ là giúp cho đội Bình Định là có sự ổn định hơn, thi đấu chắc chắn hơn, thì nó còn giúp cho các cầu thủ khác phát triển, tiến bộ. Đấy là mục đích của chúng tôi. Xin chào phóng viên. Thôi nhá, để rồi chào anh em nhé, hẹn gặp lại tháng 10.